đường Trường Giang và đường Thanh Sơn nha. Và ngay đằng sau lưng của Nam đây, đây nhà biết đây là đâu không? Nè cả nhà xem nhé. Đây ngay trung tâm của quận 10 nha. Đây là tòa nhà của ai nhỉ? Đây chính là cái tòa nhà của ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng, Mr. Đàm nha. Đấy, và hôm nay là Nam đã tranh thủ thời gian để chạy qua bên đây để mình có thể tham quan cái biệt thự trắng. Thứ nhất là tham quan biệt thự trắng của Đàm Vĩnh Hưng, và thứ hai là mình thấy được cái Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức cái trang trí Noel mình như thế nào. Năm nào thì Mr. Đàm cũng có tổ chức nha. Đó, nhưng mà mỗi năm nó có cái đặc biệt riêng. Đó, đây là cái khung cảnh ở bên ngoài. Đây gọi là rất là hào phóng, là cho mọi người tự do vào trong chiêm ngưỡng và chụp hình nha. Đó, và cửa tự do. Đấy, cách đây khoảng 10 ngày thì nơi này rất là đông, phải đến hàng từ 30 phút đến 1 tiếng mới xong nha, mới có thể vào trong được. Đó, nhưng mà hôm nay thì xa xa Noel xíu rồi nên rất là vắng, có thể dễ dàng đi. Đó, nhưng mà bên trong cũng rất là nhiều người đang chụp nha. Đấy, làm nghe một màu cho ra là thấy sự hào nhoáng nha, rất là đẹp. Thực sự mỗi cái góc ở đây nó đều có một cái mang cho mình rất là đẹp. Đó, gian nhỏ nhỏ thôi nhưng mà góc nào nó cũng đẹp, là trong cái đó người ta gọi là cái sự tinh tế đó cả nhà. Làm thấy đúng là cái sự tinh tế đó. Thời điểm rất là hợp lý.
mắn của Đàm Vĩnh Hưng là mình chưa có cơ hội được chăm thôi. Đó là mình chăm thử ra, đây là trang là mình không thử thôi. Ra được chưa? Ra nữa hả? Còn cả nữa hả? Buông bay ra cho mẹ chụp. À, buông bay ra đi. Mở cửa là khi nào vậy anh? Hả? Cái chỗ Đàm Vĩnh Hưng mở cái Noel này nè. Ngày mấy vậy? Anh cũng không không đành nữa. À. Anh qua đây là có làm thẳng. À. Anh qua đây là bữa nào? Bữa 19. À, là 19 là đã có mở cửa cho vô rồi. À. Lúc đó là đông người không anh? Đông. Quá đông. Đông thì em thấy mà không có cách nào mà thì tốt 50 Yeah. À có nghĩa là lúc đó là phải xếp hàng. Xếp hàng vô là 5 người, 10 người đâu vô nổi nữa, quá chặt đông của người ta. À. Ngàn người á. Ngàn người luôn. Dạ. Yeah. Lúc này bữa đây là hơi vắng nè. Dạ. Yeah. Mỗi bữa là ngày nào cũng đông á. Là lúc đó là mình xếp hàng cho 5 đến 10 người vô một lần. Rồi người ta chụp khoảng 10 15 phút nữa là ra. Cho cái tốt khác vô. Bữa đó sắp xếp chắc mệt nghỉ luôn ha. Xong mà lắm. Tại vì sắp xếp được suốt luôn á. À. Tại vì mình cứ tại người ta ra rồi mình phải vô, người ta ra mình vô thôi. À. Chứ giờ mà mình cho vô cũng được. Vô thì cũng đông quá không chụp hình được. Dạ đúng, đúng rồi. Nhau mà. Dạ. Có người nào lao đó không? Không, người ta không chịu. Người ta chỉ chờ mà. Dạ. Thì tiếng tay nó đặt nhau vô thôi. Dạ. Hay chứ, Đàm Vĩnh Hưng mở cái này cho vào miễn phí là hiếm lắm á. Dạ. Cái năm nào cũng vậy mà. Dạ. Mở năm nào cũng mở hết. Dạ. Cái Noel là năm nào mới mở. Mỗi năm là mình trang trí mỗi kiểu khác nhau đúng không? Đúng rồi. Mỗi năm mỗi khác nhau chứ không giống nhau được. Dạ. Giống nhau thì đâu còn hay nữa. Em nhớ như năm ngoái hay năm kia vậy có một cái đợt nó bị lục lên. Hồi đó có mở cửa không ta? Đó anh cũng chưa không gần nữa, anh mới làm được 2 năm mà. À, có một đợt bị lũ á, nhà Đàm Vĩnh Hưng là ngập luôn mà. Thấy lên báo quá chừng. Rồi cảm ơn anh ha. Đấy rất là tuyệt vời đúng không cả nhà. Đàm Vĩnh Hưng đã làm và mở cho mọi người cái chỗ này, thấy rất là tuyệt ha. Đầu đây toàn là đồ cao cấp hết. Không gian nó không có rộng lớn như những cái shop đào bên quận 8 là một con dài. Tuy nhiên là ở đây nó được cái là cái gọi là nhỏ mà chất lượng ha. Đó là tinh tế, góc nào cũng có những cái bức hình chụp đẹp hết trơn á. Đó.
mà thầy cô chụp ảnh rất là đẹp. Và lựa được cái khoảng thời gian đẹp nha, năm đến đây là tầm 7:30 ha, không gian rất là đẹp đó. Đây có bắn bóng lên nè đó, chia sẻ cho các chị khác ha, like và comment nha. Rồi và hãy đăng ký kênh subscribe để sớm được nhận được những video tuyệt vời tiếp theo nhân dịp Giáng sinh ha, ẩm thực và cuộc sống. Và xin gửi lời chúc đến tất cả cả nhà ha đang xem và sẽ xem kênh ẩm thực và cuộc sống ha, một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, gặp mọi điều may mắn.